bắn súng bê, bắn súng bê tông á. Nói người xuống rồi bắn bê tông đó mấy mấy cái dân bắn bê tông. Bây giờ đi chụp hình á, người ta thấy bị rách gân gì á. Giờ 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 tay không được. Thử đi, thử đi. Thử ông này coi. Rồi, thử cho ông coi. Ông dơ tay không được. Vũ sai bên kia. Ông là bắn bê tông mà ông bắn tay trái à? Dạ, bắn ra nó giật. Tay phải nó không có bị. Ừ. Không, 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 thì bên đây là tao nam chưa bắt mà. Rồi giờ dở lại cái bớt chưa? Chưa. Làm luôn. Làm lấy vai luôn. Ta lỏng ha. Ta nữa. Lỏng. Rồi, nâng vai không? Ở đây. Có chuyện nào nha. Dừng cái nào phải không? Khoan từ từ. Từ từ bình tĩnh. Không có tê gì mà nó đau. Nó đau đau. Đang đau. Có dừng. Này bắt đầu là có vấn đề. Axit lactic. Bi nó hoạt động nhiều quá nó tiết. Bắn bê tông và tường rồi bể. Quấn. Trời ơi. Kinh khủng khiếp bây giờ. Tay bỏ vô không vô luôn mà. Cứng lắm. Mày cứng. Cái này từ từ nha, nhẹ nhẹ em chịu nổi thôi nha. Dạ. Tại vì vậy đau lắm. Chịu vậy thôi ha. Đừng đừng có ấy nè. Thử coi. Đừng gồng, đừng gồng. Cái chừng đó. Rồi, hết vô nè, thở ra. À. Rồi, thôi, thôi, thôi. Đau lắm rồi. Kéo cổ dùm thầy. Quay bệnh nghề nghiệp. Không, cái đó không phải nghề của em thầy ơi. Tại vì làm cho nhà khoái lao động. Vì cái gọi gọi tai nạn. Chịu. Không phải đi làm công mà làm cho nhà mấy chục năm nay. Kêu búi xua. Rồi bây giờ giờ dặn mấy cái em về em uống cho thầy là rượu ớt với cái rượu thấp khớp, còn đá chồm mới chồm ở gan ha, gan đây ha. Nhưng mà có một cái nè, là cái chỗ mình đau đây là mình chồm lạnh. Chồm lạnh là mình lấy đá mình bỏ vô trong túi ni lông rồi mình chồm lạnh đây. Chồm chồm lạnh xong rồi bắt đầu chồm nóng. Còn gan thì chỉ chồm nóng thôi. Còn ở đây chồm lạnh, chồm nóng, chồm lạnh, chồm nóng. Còn cái vị trí chồm là chút... Vị trí chồm là chỗ nào em đau là em chồm cho đó. Ok, rồi được rồi. Còn cái trường hợp mà bị đụng xe rồi cái làm như nó bể mắt cái là coi như là đi lết một chân luôn, nó lột bị á. Xong cái nó bớt bớt xong cái bị đụng thêm một lần rồi. Em à. Rồi bây giờ tình hình là 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi bây giờ nó cứ gắt gắt cái chỗ cái rồi. Điểm nằm sấp đi. Dứt ông cái gắt gắt chân ông cái. Rồi nằm xuống. Nó không hết. Sắp quay đầu này. Nhổ cái răng không đau. Rồi kệ nó. Rồi bước xuống coi là coi cử động cái chân nó có đỡ không. Cái dòng mắt cá. Rồi thử coi. Được chưa? Đỡ ra, uống rượu ớt với rượu khớp mốt hết rồi, có gì đâu. Ôi trời. Tại vậy sao không bị vậy. Hết rồi, ông đá ở đây uống cái kia này. Cái lúc mà mình bắn bê tông vậy nè. Rồi, mời bác lên. Cảm ơn thầy. Ừ. Chào thầy. Đó cái đâu? Tôi ở Bà Điểm. Hả, Bà Điểm? Dạ. Hóc Môn. Rồi bị sao? Tôi thì cái cổ nó hơi đau vậy thôi. Cái tay bị té rồi nó cứ như khó dở lên đây. Ủa té sao mà bị lâu chưa? Chắc nay cũng năm rồi. Một năm rồi. Cũng lại mấy thầy sửa không ra. Sửa không ra rồi thôi thôi hết. Bây giờ dơ lên cỡ bao nhiêu rồi giờ thử coi.
Rồi, đứng xuống đi, rồi giật đi. Trời đất ơi, vô nhà quan cái đôi guốc cũng bị mất nữa. Tê thôi. Tê luôn. Tê. Lỏng à, đừng gồng. Rồi, ngồi đây. Rồi, tụi em mới coi miếng ngón chân còn nè. Chết chưa, đây nè, thấy chưa, chưa nữa, chưa, đây nè, đây là bà nhón chân kia như vậy, hư hết rồi. Đó nè, ông có hút thuốc không? Không, lâu rồi mà. Mai cái lỏng đừng gồng, đừng gồng. Chưa hết chưa ra, chưa rồi, vô gấp giờ thử dở. Rồi dở thì thử dơ lên coi. Chưa được. Lâu quá. Đúng rồi, lâu. Rồi. Kéo lưng kéo cổ một cái đi. Rồi thử coi tay chân nó tới đâu. Ông thì sao mốt ở đây em học nghề luôn rồi về Gia Lai giúp người ta mở phòng khám chữa bệnh cho người ta. Ôi dạ. Bớt đi núi đi rừng lại, bán hết mấy mẫu đất. Rồi, giờ dở tay lên thử lại coi. Nhẹ hơn chút. Rồi. Chồm đá gan dưới ngay chân ngay cái tay cái ngay cái vai lên đây á, là không phải là cho tôi nhưng mà sẵn đây tôi nói này thôi, chủ yếu là mua cho tôi mua đá với mua rượu về trị cho vợ thôi. Bả lì quá vẫn là không đi rồi uống rượu ớt với rượu khớp, còn ổng mua gì mua trong đó cho bà uống ở ngoài đó mua mấy bộ cũng được, mấy bộ đi mua đi về bà uống luôn. Hai vợ chồng cùng uống chứ không phải mình nào mà uống đâu nha. Rồi. Ủa rồi Jenny lên rồi mẹ. Mới chùm đã lạnh rồi. Anh chùm đã lạnh rồi, thôi được rồi.